Ở đâu với Quỳnh Anh? Bộ Công an công bố số tài sản lớn thu giữ trong hai vụ án Phúc Sơn và Thuận An vào ngày 1 tháng 6 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ. Giới truyền thông trong nước đã đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết diễn biến điều tra của vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn. Và đến thời điểm hiện tại như thế nào? Trả lời nội dung này thì Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng của Bộ Công an cho biết là do tính chất phức tạp của vụ án, phạm vi liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng công việc điều tra rất lớn. Tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng và tiêu cực, thống nhất đưa hai vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo để theo dõi. Về tiến độ mới của vụ án vi phạm quy hoạch về kế toán đã gây ra hiệu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu và cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ và quyền hạn. Xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn thì ông Tuyên cho biết cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can, cùng với đó đã tạm thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la, 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. Đối với vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn đã gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến tập đoàn Thuận An, theo ông Tuyên thì cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 8 bị can, đồng thời tạm thời thu giữ gần 40 tỷ đồng. Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Rò rỉ hình ảnh nhà báo Huy Đức trên xe của công an sau khi bị bắt giữ. Một ngày sau khi Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, tức là cô gái Đồ Long, đưa tin vụ bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức, một tấm ảnh xuất hiện trên mạng xã hội được cho là chụp lúc ông này ngồi trên xe của công an. Tấm ảnh lan truyền hôm 2 tháng 6 cho thấy ông Huy Đức không đeo kiếng trắng như thường thấy và lộ rõ vẻ mệt mỏi, đang ngồi ở hàng ghế sau trên một chiếc xe hơi. Việc rò rỉ tấm ảnh này được hiểu là cách Bộ Công an Việt Nam ngầm xác nhận tin đồn bắt ông Huy Đức nhưng chưa công bố chính thức trên mặt báo. Tin về vụ bắt ông Huy Đức càng thêm xác tín khi nhà văn Trần Thanh Cảnh tại Bắc Ninh, một người bạn của nhà báo Huy Đức, xác nhận trên trang cá nhân rằng nhà báo Huy Đức bởi lý do bất khả kháng đã không tới buổi cà phê thứ bảy diễn ra hôm 1 tháng 6 tại Hà Nội, mà theo chương trình công bố trước đó, tác giả cuốn Bên Thắng Cuộc là diễn giả chính. Trong lúc Bộ Công an Việt Nam chưa công bố cáo buộc nhắm vào ông Huy Đức, mạng xã hội dấy lên nhiều suy đoán. Một ý kiến cho rằng những bài đăng gần đây trên trang Facebook Trương Huy Sang đụng chạm đến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam và ông Tô Lâm, Chủ tịch nước là lý do khiến cho ông Huy Đức bị bắt. Hôm 28 tháng 5, ông Huy Đức viết bài Những suy nghĩ không rời rạc, trong đó chỉ trích Việt Nam ngày càng chuyển dần từ một nhà nước pháp quyền sang nhà nước đảng quyền. Ngày 26 tháng 5, nhà báo Huy Đức viết bài Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi, chỉ trích việc Bộ Công an giới thiệu luật quản trị an ninh mạng xã hội và coi dao sắc, dao nhọn và dao sắc nhọn có chiều dài lưỡi dao từ 20cm trở lên hoặc có chiều dài lưỡi dao dưới 2cm nhưng được hoán cải lắp ráp để có công năng tác dụng tương tự như dao có tính sát thương cao thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Trung tướng Tô Ân Sô nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào ngày 1 tháng 6 thì Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết do yêu cầu nhận nhiệm vụ mới nên trước mắt Trung tướng Tô Ân Sô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là phát ngôn viên của Bộ Công an. Theo báo Tuổi Trẻ thì Trung tướng Tô Ân Sô xác nhận thông tin này và cho biết do nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước nên ông thôi không làm nhiệm vụ phát ngôn viên của Bộ Công an. Trung tướng Tô Ân Sô quê ở tỉnh Bắc Ninh và tháng 7 năm 2018 khi đang là Cục trưởng của Bộ Công an, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm để làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Và đến đầu tháng 9 năm 2019, ông được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, đồng thời là phát ngôn viên của Bộ Công an. Và đến tháng 11 năm 2021, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an.
Và cũng trong năm nay, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Vào hồi tháng 2 năm 2023, thì Trung tướng Tô Ân Sô không giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này. Và sau khi không giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an, thì Trung tướng Tô Ân Sô tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ phát ngôn viên Bộ Công an cho đến nay. Và Trung tướng được báo chí đánh giá cao ở vai trò phát ngôn viên của Bộ Công an khi mà cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của Bộ cũng như các vụ án, vấn đề được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, tiếp tục phần tin Việt Nam cho hay, tiền gửi vào ngân hàng của người dân tăng trở lại. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước tính cho đến hết tháng 2, tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đạt được kỷ lục gần 6.64 triệu tỷ đồng, tăng 1.6% so với đầu năm. Như vậy, sau khi sụt giảm trong tháng đầu năm, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã quay lại đà tăng trưởng. Trong khi đó, tiền gửi của khối tổ chức doanh nghiệp lại giảm mạnh. Nhóm này gửi 6.52 triệu tỷ đồng tại hệ thống ngân hàng, giảm 4.66% so với đầu năm. Đà giảm của khối doanh nghiệp kéo tổng số tiền gửi chảy vào hệ thống tính cho đến tháng 2 giảm nhẹ, từ hơn 13.17 triệu tỷ vào cuối tháng 1 xuống còn 13.16 triệu tỷ. Theo báo cáo tài chính tính cho đến hết quý 1, nhiều nhà băng có tốc độ tăng số dư tiền gửi khách hàng cao nhất trong quý 1 năm 2023, đạt từ 8 đến 19%, nhưng năm nay chỉ tăng dưới 5%. Số lượng ngân hàng ghi nhận số tiền, số dư tiền gửi giảm trong 3 tháng đầu năm cũng tăng mạnh. Gần đây, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhưng mặt bằng vẫn thấp quanh 5% một năm. Ông Đinh Đức Quang, là Giám đốc điều hành khối kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam nhìn nhận, động thái tăng lãi suất ngoài theo xu hướng của các thị trường quốc tế còn nhằm mục tiêu cân bằng so với lãi suất của các kênh đầu tư khác như thị trường vàng, chứng khoán. Bên cạnh đó, ông dự báo lãi suất tiền gửi tăng từ 0.5 đến 1% trên các kỳ hạn khác nhau từ nửa cuối năm nay khi tín dụng phục hồi. Nhà sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực. Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ vào sáng ngày 3 tháng 6 cho biết, ông Lê Anh Tú, nhà sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Và theo Ban Tôn giáo Chính phủ, thì nhà sư Thích Minh Tuệ sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6 xã Ia Tô, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định và chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định là ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo và bản thân ông Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 cho đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu và thực hành khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và đi ngược lại. Trong suốt quá trình đó thì việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư mà ông đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và đang đi chiều ngược lại. Tuy nhiên thì trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú và gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt là vào ngày 30 tháng 5 vừa qua thì một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1 của Sài Gòn, đã bị sốc nhiệt và suy đa tạng rồi xuất phát tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo là vào ngày 2 tháng 6 thì có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt và kiệt sức nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa hai người phụ nữ này đến bệnh viện để mà điều trị. Thưa quý vị, tin tiếp theo sau đây nói về quán cà phê Hẹn Hò ở Sài Gòn bị kiểm tra sau khi có hàng loạt lời tố cáo. Trong vài ngày qua, trên mạng xã hội Dậy Sóng với nhiều bài đăng chỉ trích về một quán cà phê có tên là Minadi Cà Phê với phong cách
blind date tức là hẹn hò giấu mặt và random date hẹn hò ngẫu nhiên, nằm trong một tòa trên đường Nguyễn Trãi, quận Nhất. Theo đó, nhiều bình luận tố cáo về quán cà phê này hoạt động xâm phạm quyền riêng tư của nữ giới. Nhiều bạn nữ đến đây như món hàng được nam giới lựa chọn cho buổi hẹn hò gặp mặt. Từ một số quảng cáo trên mạng xã hội, đây là quán cà phê làm quen, kết bạn, tìm kiếm tình yêu hoặc tình bạn ở thành phố Sài Gòn. Quán theo mô hình ghép đôi, trò chuyện làm quen giữa những người không quen biết. Khi đến quán, khách hàng sẽ được hướng dẫn, điền vào một đơn và dẫn vào một căn phòng riêng biệt theo giới tính. Nam sẽ vào căn phòng màu đen, nữ vào phòng màu trắng. Đồng thời hai bên sẽ không được nhìn thấy nhau cho đến khi có được sự đồng ý gặp mặt. Tuy vậy, có bình luận chỉ trích trên mạng xã hội cho rằng quán đang sử dụng gương một chiều, tức là căn phòng ở phía bên nam sẽ được quan sát sang bên nữ qua một tấm gương. Ngược lại, phía bên nữ chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Chưa kể quán bố trí ghế ngồi trong phòng nam thấp hơn ghế trong phòng nữ, dễ nảy sinh hành vi nhìn trộm, quay lén. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chịu và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Học Việt TV. Chúng tôi xin thân ái, kính chào, tạm biệt quý vị.